Và một cái kỳ lạ nữa, không thể nói là không nói ra, và chúng tôi đợt tới chúng tôi cũng sẽ viết thành sách xuất bản, tức là tìm anh hùng của đoàn tàu không số. Chúng ta thấy rằng những đoàn tàu không số là tàu thì không số này, áo không số này, đúng không? Tất cả các quân hàm quân hiệu không có. Cho nên những vị ấy hy sinh thì không để lại một cái gì cả, chỉ để lại một cái vệt nước ở trên biển. Và khi một phút sau thì vệt nước nó lại xóa nhòa, không còn cái gì nữa. Đấy là đoàn tàu không số. Xuất phát cũng không ngày tháng, tàu cũng không có số, áo không có số, sĩ quan không có số. Đó là điển hình là cái hy sinh của đoàn tàu không số Nguyễn Văn Hiệu. Thế thì liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu hy sinh là ở trên vịnh Thái Lan. Sau khi mà cái cuộc hy sinh được mô tả và cũng đã được đăng báo mà trên cái tài liệu của Mỹ đấy, nói là đánh bom và bắt được các cái chiến sĩ ở đoàn tàu không số đấy. Hiện nay còn một số vị cũng bị cái con tàu bị bắt và cũng được trao trả tù binh sau chiến tranh ấy. Thì công nói lại với con của liệt sĩ đoàn tàu của Nguyễn Văn Hiệu ấy, là không tìm được đâu cháu ạ, còn gì, bốn khối thuốc nổ đặt ở bốn cái góc của con tàu ấy thì làm sao mà còn cái gì nữa đâu, mà lại tìm thấy, lại còn lại về cách vị cách vịnh Thái Lan, cách đảo Phú Quốc khoảng 120 hải lý thì làm sao mà tìm được, không tìm được ấy. Và lúc đầu ấy thì thế này, nó điều rất là kỳ diệu. Lúc đầu thì thông tin của con của liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu đào tạo công số ấy, là một sĩ quan, là một cán bộ lãnh đạo công an của Hải Phòng, thì ra đây đầu tiên là giao lưu ngoại cảm. Thì các nhà ngoại cảm, tôi dùng hai nhà ngoại cảm cho thông tin ấy. Anh Nguyễn Văn Lư và chị Nguyễn Thị Nguyễn ấy, thì thông tin ban đầu rất là mờ nhạt lắm. Thế chúng tôi nghĩ rằng là vì liệt sĩ hy sinh mà bị bốn khối thuốc nổ như vậy, cho nên cái tâm linh nó còn phân tán đi rất nhiều. Thế thì anh con trai ra đây ngồi đây cầu siêu mấy tuần liền đấy, cầu siêu cho Hương Linh liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu. Đang lúc ấy anh này đang là lãnh đạo công an của huyện ở dưới Hải Phòng. Thế thì anh ấy ở đây, anh Phương tên này, anh Phương sĩ quan, anh lãnh đạo của công an huyện Hải Phòng. Thế thì ở đây cầu siêu xong thì bắt đầu lại giao lưu lại thông tin thì nó rõ dần. Mà lúc ý là mới biết rằng liệt sĩ, cái xác liệt sĩ nổ tung và trôi vào đảo Phú Quốc. Và đảo Phú Quốc ấy thì chìm dưới cát khoảng độ 5-6 mét, chìm sâu vì trong 3-4-5 chục năm trôi sâu. Thì ở đây thì mô tả là như thế này, lúc đầu thì họ không tin, vì cái những ông còn sống lại bảo không thể tin được đâu, không có đâu. Thì khi này là khi con tàu bị lộ, địch nó đến đám bom, thì ông Nguyễn Văn Hiệu là chỉ huy cái đoàn tàu đó, kêu cho mọi người nhảy hết xuống tàu, nhảy hết xuống biển, còn ông sẽ lái cái con tàu đi một đoạn, rồi bắt đầu ông mới sẽ nhảy xuống sau, nhưng phải cho đồng đội xuống biển hết. Thế thì lái được một đoạn, nhưng cái không may là gì, là cái con tàu bị đạn nó bắn cho nên là bị gãy một bên. Mà tàu đang đi nếu cân thì được, nhưng mà gãy một bên thì nên tàu nó đi một đoạn, thế này vòng vòng trở lại. Thế thì khi mà đi được một đoạn thì tàu lại vòng trở lại. Thế thì nó lại vòng đúng cái chỗ mà đồng đội của mình vừa nhảy xuống. Cho nên nếu như ông Nguyễn Hiệu ông ấy nhảy ra sớm thì có khi tàu nó lại quay đúng cái chỗ mà đồng đội mình vừa nhảy xuống biển. Có khi này, tàu ông cho điểm tàu mà nổ thì như vậy là nổ thêm cả đồng đội mình ở dưới biển. Cho nên lúc này ông quyết định là ngồi tại trên tàu, không nhảy xuống bộ và không hẹn giờ vội. Và ông ấy để cho đoàn tàu nó cứ chạy, khi nó vòng đoàn tàu vòng ra xa cái điểm ấy rồi, vì ông biết là cuối cùng tàu cứ chạy thì nó lại vòng về vị trí cũ. Khi vòng ở cái bán kính xa ấy, thì lúc ấy ông trực tiếp điểm hỏa luôn, để ông hy sinh luôn. Chứ lúc ấy là gì, ông ấy để cái đấy thì sẽ nó lại vòng về chỗ cũ, chứ nếu trực tiếp khi đoàn tàu đã ra xa, đã xa cái chỗ đồng đội mình nhảy xuống biển ấy, thì ông lúc ấy ông trực tiếp điểm hỏa. Và điểm hỏa thì bốn cái khối thuốc nổ đặt ở bốn góc tàu nổ tung. Thì lúc đầu thì mấy cái ông đồng đội về sau xuống biển ấy, địch nó bắt đầu nó chiếu sáng rồi, bắt đầu nó tóm được tất cả, bắt được hết các đồng đội mình ở dưới biển. Thì còn ông Nguyễn Hiệu mình ông hy sinh cùng với con tàu.
thì mọi người bảo là không, con tàu tan nát ra như vậy thì không thể có khả năng là còn sống, à không có khả năng về còn xác nữa đâu. Thế nói với anh Phương là con như vậy, nhưng mà về cái nhà ngoại cảm còn mô tả, anh Nư với chị Nguyễn ấy còn mô tả à cái từng khoang tàu như thế nào, lại còn có chăn công, cái chăn con công của con Trung Quốc ấy, còn mô tả còn đắp bằng cái chăn con công của như nào, tôi mô tả từng vị trí. Cái mấy cái ông đồng đội à, ông bảo cũng có thể vì cái sự mô tả về những điều ấy hoàn toàn là chuẩn xác, và vẫn hy vọng về sau mà anh Phương cùng với à, một cái tiểu đoàn là hải quân đến khai quật thì mang hai cái máy ủi tất cả cái vùng đất đó, à vùng cát đó lên như là hai quả núi, và tất cả các chiến sĩ à, của cả hải quân ấy là sàng từng à, sàng cát sàng hàng tháng trời để tìm từng mẫu xương của liệt sĩ gần tàu không số Nguyễn Văn Hiệu đó. Thì các vị cứ thấy là còn kinh khủng hơn là gì, là đáy bể mò kim. Giờ đáy bể mò kim bây giờ rất là dễ, bởi vì cái kim loại thì thật ra người ta dùng các thiết bị hút cái loại không khó gì, nhưng mà giờ cả một cái núi cát, bởi vì nếu như đào bình thường đào đến đâu thì nước nó tràn đến đấy, cho nên họ dùng máy xúc xúc lên hai cái núi cát, xong bắt đầu xúc lên trên, xong nó bầu sàng từng sàng cát một, tìm được từng mẫu xương của liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu. Thì cái việc là liệt sĩ hy sinh đã vô cùng vĩ đại với anh liệt rồi, nhưng việc đi tìm liệt sĩ bằng ngoại cảm và tìm sàng từng cái sàng cát như vậy cũng là một điều không thể lịch sử, không thể là vĩ đại hơn. Tôi nói là đây là toàn những chuyện cổ tích, liệt sĩ hy sinh là một chuyện cổ tích và đi tìm liệt sĩ cũng là một chuyện cổ tích hiếm có trên đời. Xác suất của nó khủng khiếp luôn, cho nên đây cũng là một cái mà nếu như ngồi mà kể về hàng nghìn hàng vạn các cái ca thì mỗi liệt sĩ ca nào nó cũng có những cái điều mà rất là đặc biệt. Và ở đây cũng có một cái điều là như thế này để nói với các vị này, là khi đi tìm liệt sĩ là nó còn liên quan đến gì, liên quan đến người thân. Có những liệt sĩ mà mẹ ở nhà khóc thương con đến mắt đi bị mù ấy, bị mờ ở nhà, thế thì đến ngoại cảm nói bao giờ tìm thấy ông liệt sĩ, ông sẽ phù hộ cho mẹ ông mà sáng mắt. Mà quả nhiên đây cái bà mẹ này ở Tây Hồ đây, chúng tôi cũng ghi lại chép về hiện tượng này, thì họ về báo cáo là khi tìm được mộ liệt sĩ, nhưng còn nói trước là khi tìm mộ liệt sĩ về còn cái chuyến đi này không còn gì để ăn nữa cơ, thậm chí cái bánh mì để cúng cho liệt sĩ, cúng xong còn ăn cái bánh mì đó. Cái đoàn đi tìm về là đi bằng tàu hỏa, xong là không còn cái gì để ăn nữa, thì cái bánh mì cúng cho liệt sĩ là cái cuối cùng để ăn, mà hết bao nhiêu tiền là được thông báo trước. Và ngoại cảm nói rằng là khi tìm thấy mộ liệt sĩ về nhà, bà mẹ bà cũng sẽ mắt bà sáng dần. Thì quả nhiên đúng như vậy, khi tìm thấy được mộ liệt sĩ thì là bà mắt bà mẹ sáng dần đó. Như vậy thì vì thương nhớ con mà mở mắt, nhưng khi vì vui quá thì liệt sĩ về nhà là làm cho mắt bị sáng. Cho